phù thủy lên giường. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, cuộc sống đang yên bình hạnh phúc diễn ra. Chợt một ngày, chàng hoàng tử sắp kế vị ngai vàng bị mất tích trong một lần đi săn. Cả kinh thành vô cùng lo lắng. Dạ thưa bệ hạ, chúng thần đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy hoàng tử ạ. Vậy hãy truyền chỉ của ta đến tất cả những người dân rằng nếu ai tìm được hoàng tử sẽ được chia một nửa vương quốc. Hôm nay đi cả ngày mà không hề tìm thấy một cây nhân sâm nào cả. Cây thuốc ở vùng này cũng ngày một khan hiếm. Mình phải vào sâu hơn trong rừng để kiếm, mai ra mới có. Trời! Thật là lạ. Sao lại có một ngôi nhà nhỏ nằm trong rừng sâu này cơ chứ? Lại có chàng trai nằm ngủ mê mệt ở đây. Thế nào, ngươi có chịu lấy ta làm chồng không? Không đời nào. Vậy ngươi hãy cứ ở đó mà suy nghĩ đi. Ra hạn cho ngươi, giờ này ngày mai ta sẽ trở lại. Nếu không nhận lời thì ta sẽ là người kết thúc cuộc sống của ngươi. Tội nghiệp, chắc là chàng trai này bị mụ phù thủy độc ác kia phù phép rồi. Thức dậy đi. Nàng là ai? Nàng ở đâu đến đây? Thiếp đi vào rừng tìm thuốc, giữa đường gặp rắn độc, sợ quá không ngờ chạy đến đây. Thế còn chàng, sao lại ở trong nhà của mụ phù thủy bị giam giữ thế này? Ta đi săn, mải mê quá nên bị lạc vào rừng sâu, và bị mụ phù thủy dùng phép thuật nhốt lại đây, không ra được khỏi chiếc giường phép thuật này, rồi bắt ta phải lấy mụ làm chồng. Vậy ư, tội nghiệp chàng, làm sao để thoát khỏi chiếc giường này được bây giờ? Ta cũng không biết phải làm sao nữa. Mụ phù thủy quá độc ác và nhiều phép thuật. Sức mạnh nằm trong những câu nói phép thuật của mụ phù thủy. Vậy ngày mai khi mụ phù thủy quay lại đây, em có cách này. Tỉnh dậy đi! Thế nào? Người có chấp nhận lấy ta làm chồng hay không? Ta nghĩ thông rồi. Ta chấp nhận làm chồng của bà. À mà không, của nàng. Có thật không hả? Hay chàng tính giở trò chạy trốn hả? Sao ta phải chạy trốn chứ? Ta nghĩ kỹ rồi. Một người vợ tài giỏi, lại có phép thuật thần thông như nàng. Ta không lấy, thật là ngu ngốc. Cuối cùng chàng đã biết điều. Không có người vợ nào tuyệt vời hơn ta đâu. Chàng có chuyện gì còn băn khoăn ư? Mai này khi lấy nhau, ta muốn cả hai vợ chồng chúng ta cùng chu du khắp nơi, thăm những miền đất lạ. Không làm được điều đó thì coi như mong ước lớn nhất của đời ta chưa thực hiện được. Tưởng gì, chàng yên tâm đi, ta sẽ giúp chàng. Sao có thể giúp ta được cơ chứ? Thật ra đây là một cái giường có phép lạ. Nó có thể đưa người ngồi trên đó đi bất cứ nơi đâu. Thật ư? Chỉ cần nói, giường nhỏ ơi, hãy cho ta đến nơi cần đến. Giường nhỏ ơi, là nó có thể đưa đi đến bất cứ nơi nào cần đến. Muốn ra khỏi giường thì chỉ cần hô lớn, giường nhỏ ơi, cho ta ra. Ôi, thật là thần kỳ. Chứ sao nữa. Thôi, bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị cho hôn lễ đây. Chàng hãy cứ ở lại đây ngủ tiếp đi nhé. Đợi ta quay lại, chúng ta sẽ nên duyên vợ chồng. Tỉnh dậy đi. Vậy là chúng ta đã có thể thoát được nơi này rồi. Nàng ơi, giờ hãy cùng ta trở về kinh thành. Về kinh thành. Phải, ta chính là hoàng tử mất tích bấy lâu. Nhất định khi trở về, lời đầu tiên ta sẽ xin với vua cha cho cưới nàng làm vợ. Chàng chính là hoàng tử sao? Phải, hãy theo ta về kinh thành. Giường nhỏ ơi,
hãy cho ta đến nơi cần đến. Dương nhỏ ơi! Chú lừa đảo kia, mau đứng lại! Đứng lại cho ta! Đứng lại! Mau đứng lại! Và thế là họ trở về hoàng cung trong niềm vui mừng khôn xiết của cả kinh thành. Ngay sau đó, hôn lễ của hoàng tử và cô gái đã diễn ra. Chàng lên ngôi vua, trị vì vương quốc cùng vợ và được nhân dân vô cùng yêu mến, kính trọng. Đàn cù lâm nạn. Cừu non ơi, đừng đi chơi xa quá nha, kẻo gặp chó sói đó. Dạ, vâng ạ. Cha, ai mà trông lạ thế kia? Bác ấy trông thật dũng mãnh làm sao, mình phải làm quen mới được. Ôi da, có chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi thế? Cậu có biết ai kia không? Là bác chó chăn cừu đó. Hóa ra là bác chó chăn cừu. Tớ sợ chết đi được. Bác ấy có hàm răng mới nhọn làm sao? Chưa kể đến bộ móng vuốt cũng sắc thế kia. Giống y hệt chó sói. Ồ, đúng thế thật. Biết đâu một ngày ông chủ quên cho bác ấy ăn, bác ấy đói quá mà quay sang ăn thịt chúng ta thì sao? Ồ, cậu nói đúng. Những loài ăn thịt thì mới cần đến móng vuốt sắc nhọn thế kia. Bọn mình nên bảo mọi người tránh xa bác ấy ra cậu ơi. Cừu thì chơi với cừu thôi. Ồ, tớ đồng ý. Này, cụ non ơi. Cậu ơi, tớ phải đến gần hơn để xem mới được. Cậu đừng đi, ngoài kia có chó sói đó. Cụ non ơi, cụ non. À, ha, ha, ha. Một con cụ non tơ béo ú. Tên chó chăn cừu kia, mau tránh, đừng làm sống mất miếng ngồi ngon của ta. Có ta đây, người đừng đụng vào bầy cừu tổ nghiệp. Ây da, vậy hãy xem. Cừu con, đừng sợ, có bác đây rồi. Cháu cảm ơn bác. Ừ, cháu không sao là tốt rồi. Cháu xin lỗi vì đã nghĩ xấu về bác. Giờ thì cháu biết rồi. Bác có răng và móng vuốt nhọn là để đuổi sói, chứ không bao giờ làm hại cừu cả. Khinh khí cầu nóng. Mẹ ơi, củi đây rồi. Chúng con lấy được khá nhiều ạ. Ngoài trời lạnh lắm không con? Hai đứa cho củi vào lò rồi ngồi sưởi ấm đi nha. Vâng ạ. Đi xuống xưởng có một chút mà cứng cả tay Etty nhỉ. Lạ chưa kìa. Tại sao khi lửa cháy, khói lại chỉ bay lên cao mà không hạ xuống đất vậy anh? Thì tự nhiên nó thế, hỏi thế mà cũng hỏi. Em tưởng giáo sư biết tuốt ở trường như anh, cái gì cũng phải biết chứ. Thế
Theo định luật khoa học thì có thể là do... À phải rồi, khi ngọn lửa cháy sẽ làm không khí có lẫn khói ở phía trên trở nên nhẹ hơn, nên nó mới bay lên cao. Yeah, hay lắm. Em có ý này. Nếu như chúng ta có một chiếc túi chứa khói vào trong đó thì liệu cái túi đó có bay được không nhỉ? Muốn biết cái túi có thể bay lên hay không, chúng ta phải thử xem sao. Để anh vào lấy chiếc túi vải của mẹ nha. Xem nào, giờ anh sẽ cầm miệng túi dốc xuống dưới, còn em thì ở dưới, nhớ hứng khí nóng vào túi nhé. Nhanh nào, SG. Trò này hay quá. Anh thấy không, nó bay lên một tí đấy. Đúng thế, nó bay rồi mới xì hơi. Anh em mình thử lại lần nữa đi. Lần này cho thật nhiều khí nóng vào, chắc chắn nó sẽ bay được lâu hơn. Đúng, Đào, em ghé sát gần vào để lấy được thật nhiều khí. Chết rồi, cháy! 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 Trời ơi, các con bày trò gì thế hả? Chúng con đang định thử làm một khí cầu lớn để có thể đưa được người lên trời. Còn thôi ngay cái ý nghĩ viển vông đó. Đã bao lần, hết thí nghiệm này nọ, hết làm đổ cái này, vỡ cái khác, giờ lại cháy hết cả thảm nữa. Nhưng... Không nhân nhị gì cả. Từ nay mẹ mà còn thấy các con giở trò nghịch ngợm nữa thì sẽ bị phạt xuống dọn đồ ở xưởng giấy một tuần đấy. Thế anh có định thử nghiệm tiếp không? Tất nhiên là có rồi, nhưng chúng ta cần có sự giúp đỡ. Các con ngồi đấy làm gì thế? Lại đây ba cho xem một loại giấy mới mà xưởng nhà ta mới sản xuất nè. Lại gây ra trò gì với mẹ phải không? Chẳng là... Chà, thú vị thật đấy. Chuyện này mặc dù có cơ sở khoa học, nhưng ba e là không dễ một chút nào cả. Ôi, vậy là ba không giúp phải không ạ? Đó là một công việc nghiêm túc, khó khăn và tốn kém đấy. Chúng ta phải thử mọi chất liệu, mọi điều kiện để khí cầu có thể bay lên cao và có tính ứng dụng. Nếu các con không bỏ cuộc, ba hứa sẽ giúp tới cùng. Một lời hứa danh dự ba nhé. Ừ, hứa nào. Một năm sau. Khoản tiền này để xưởng giấy nhà mình nhập nguyên liệu trong tháng tới. Anh định sẽ dùng cho thí nghiệm viễn vong của lũ trẻ nhà mình sao? Em nhìn kìa, em không nhìn thấy sự quyết tâm, cố gắng tìm tòi và kiên định của lũ trẻ nhà mình hay sao? Anh tin có ngày chúng sẽ tạo được những kết quả bất ngờ đấy. Mười năm sau. Hang hô! Tuyệt vời quá! Hang hô! Không thể tin được! Chúng ta đã thành công rồi! Hơn 10 năm, anh em nhà Montgolfier đã kiên trì và tìm tòi để phát minh ra loại khinh khí cầu nóng, là một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người. Từ đây đã mở ra nhiều loại khinh khí cầu khác để phục vụ cho quân đội và cứu. Nhân quả đời người. Vợ ơi, anh về rồi đây. Gớm, lại chim với chóc. Làm việc mà được như vậy thì có phải vợ con được nhờ không? Thế anh có xin được việc gì làm không? Anh phải đi làm gì đi chứ? Giờ trông vào mấy cái đồng tiền thêu vải của em thì sao đủ được? Em tưởng học luật mà dễ xin được việc thế à? Ai chả biết học cái gì ra xin cái đó. Nhưng mà bây giờ kinh tế khó khăn, anh làm được việc gì thì làm đỡ cho vợ. Nổi lắm thế nhỉ? Ý cô chê tôi vô tích sự chứ gì? Được rồi, để mai tôi ra bãi làm bốc vác cho cô vui nhé.
kiếm tiền thì có gì là khó. Với sức tôi thì bốc vác kiếm cả triệu ấy chứ. Chẳng qua đây muốn làm công việc chuyên môn thôi. Thôi tôi đi ra bãi đây. Anh cầm lấy nấm xôi này mà ăn sáng. À, anh để em đèo anh đi. Chốc em lên thị trấn giao vải nữa. Thêm một vé cho cậu đây. Làm việc này hơi vất vả, nên làm được bao nhiêu thì làm. Em đừng coi thường anh. Dù sao anh cũng là đàn ông, sức dài vai rộng. Ai chà, lực lượng khỏe mạnh thế này thì vác được cả tấn đấy. Vác ở tàu kia hả ông Sáu? Ừ, mỗi tải là một vé, mỗi vé là 10.000. Hết buổi đổi vé lấy tiền nhé, làm luôn thôi nhỉ. Mỗi vé được có 10.000 thôi à? Ít thế thôi á. Ở đây chỉ trả như thế thôi, mọi người vẫn làm đó. Cậu có làm thì làm luôn, còn không thì thôi, tôi còn nhiều việc. Làm thì làm. Ôi, á. À. Người mới à? Ừ, nhưng tôi khỏe lắm, yên tâm. Trời, nặng vậy cơ à? Cố lên vậy, kẻo về vợ nó lại khinh cho. Còn 30.000 nữa, ông không định đưa tôi sao? 13 vé mà. À, bữa đầu tiên nên tôi giữ chỗ đó làm tiền phí đặt cọc. Ông định ăn quỵt mồ hôi công sức của tôi sao? Chẳng phải ban đầu ông và tôi đã thỏa thuận một vé là 10.000. Giờ ông không trả đủ tiền thì tôi... Quy định là quy định, ở đây ai cũng vậy hết. Nếu muốn làm tiếp thì làm, không làm thì thôi, biết. Ông... Sao, định làm gì? Tôi không thèm làm chỗ của ông nữa. Cướp, cướp! Giữ chúng lại! Sao anh không giữ tên cướp đó lại? Sao tôi phải giữ? Đáng đời ông, đồ trở mặt. Ông trời có mắt, ông cướp của người này thì người khác cướp của ông thôi. Ôi da, đau quá, cướp, cướp. Này, đứng lại, em có sao không? Em không sao, nhưng cái xe bị cướp rồi. Cả tài sản của nhà mình. Thôi, chốc tôi với anh đi báo công an. Cái ngữ cướp giật ấy chẳng thể nào thoát lưới pháp luật được đâu. Giá mà tôi ngăn kịp tên cướp đó thì không có chuyện này xảy ra. Anh nói đúng, ông trời có mắt. Tất cả mọi việc đều có luật nhân quả cả. Ngày mai anh cứ tới làm việc, rồi tôi thanh toán tiền thiếu hôm nay một thể luôn. Vâng, cảm ơn ông, mai tôi sẽ tới. Những chiếc áo ấm. Mẹ ơi, hôm nay mẹ cho con đi mua quà sinh nhật nhé. Con muốn mua gì nào? Mẹ tặng con ngôi nhà búp bê nhé. Con thích mua váy công chúa, giày công chúa. Con thích gì cũng được, mẹ chiều hết. Yeah, mẹ tuyệt vời. Mình đi luôn đi mẹ. Mina, hôm nay mẹ lại bận mất rồi. Lát nữa mẹ nói ông quản gia đi cùng con nha. Mẹ suốt ngày bận thôi. Con muốn đi với mẹ. Con không thích đi với ông quản gia. Con gái à, hay mẹ đưa con sang ông ngoại. Ông sẽ đưa con đi được không? Tạm biệt mẹ. Ông ơi, ông đưa cháu đi mua váy công chúa nhé. Ờ, hình như cháu còn rất nhiều váy chưa mặc hết ấy. Sắp đến sinh nhật cháu rồi. Cháu muốn mặc váy cô tiên. Cô tiên cầm đũa thần. Cháu đã xin phép mẹ trước chưa? Ông ơi, không lo đâu ạ. Bình thường ông quản gia sẽ trả tiền. Hôm nay mẹ cháu đưa cho cái này. Cái này có nhiều tiền lắm ông ơi. Mẹ cháu bảo muốn mua gì cũng được hết. Ông ơi, cửa hàng quần áo kìa. Mình vào đi ông.
đây là mẫu váy mới nhất. Cháu có muốn thử không? Ông ơi, nó đẹp quá. Cô bé là khách quen của cửa hàng cháu, mà hôm nay cháu mới gặp ông. Tôi là ông ngoại con bé. Cô cứ để ông cháu tôi tự nhiên nha. Vâng ạ, mời hai ông cháu. Mina, ở nhà của cháu còn chiếc váy bà tặng Giáng sinh nè. Cả mấy chiếc váy bà cháu đi công tác mua cho nữa. Cháu có thích chúng không? Có ạ, cháu rất thích. Tất cả đều chưa mặc lần nào. Mua thêm váy mới, cháu sẽ quên chúng mất. Chúng ta nên tiết kiệm phải không nào? Ông ơi, nhưng mẹ cháu có nhiều tiền lắm, không sợ hết đâu ạ. Ngày xưa ông bà nghèo lắm, cả năm mới mua được mảnh vải may áo mới cho mẹ cháu. Giờ mẹ cháu cũng vất vả kiếm tiền, muốn cháu sung sướng hơn mẹ ngày xưa. Cháu có thương mẹ không? Cháu thương mẹ nhất trên đời. Đúng rồi, vì mẹ rất yêu cháu, như ông bà làm mọi điều vì mẹ cháu vậy. Giờ thì giúp ông chọn thật nhiều áo khoác thật ấm nhé. Chúng ta sẽ mua hết. Ông sẽ giúp cháu tạo ra phép màu vào đúng đêm sinh nhật. Mình sẽ làm gì với những chiếc áo này hả ông? Chúng ta sẽ mặc áo cho cột đèn cô tiên à. Ông ơi, sao lại mặc áo cho cột đèn ạ? Có áo ấm rồi, đêm sẽ đỡ lạnh hơn ông nhỉ? Xong rồi ông ơi. Mình về thôi. Hãy lấy áo mặc cho con bạn, chúc một mùa đông ấm áp. Mọi người xem này, ai đó đã để áo khoác ở đây tặng cho bọn trẻ. Ba nhìn con nè, đẹp quá, thích quá. Cháu thấy không, giữa trời lạnh giá, các bạn nhỏ, cả các em bé nữa vẫn phải cùng bố mẹ mưu sinh, không có áo ấm, thậm chí còn bị đói nữa. Bớt đi một chiếc váy công chúa, cháu có thể mang đến hơi ấm cho nhiều bạn kém may mắn hơn. Cho đi một việc tốt sẽ nhận lại được rất nhiều niềm vui. Ông ơi, đồng hồ vừa điểm 12 giờ, sang sinh nhật cháu rồi. Phép màu là... mọi người có áo ấm, ai cũng thấy vui, phải không ông? Nhưng cháu còn chưa dùng đũa thần. Cô tiên nhỏ ơi, biết chia sẻ khó khăn với mọi người là phép màu ai cũng có thể làm được, không cần đũa thần đâu. Ông ơi, cháu sẽ không vòi vĩnh mẹ nữa ạ. Đây là sinh nhật tuyệt nhất của cháu. Cháu của ông ngoan lắm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.